Khi bị viêm nang lông thì các bạn rất là tự ti bởi vì nó khá là mất thẩm mỹ. Ví dụ như là khi chúng ta bị ở chân nè thì chúng ta rất là xấu hổ để mà mặc váy, hoặc là khi bị ở bả vai thì chúng ta không dám mặc những cái áo hai dây, thậm chí có rất là nhiều bạn bị ở trên mặt như là ở vùng cằm. Vậy thì làm thế nào để có thể điều trị viêm nang lông hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Phương Quý, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa da liễu. Nếu như các bạn cần tư vấn chăm sóc da thì các bạn hãy nhắn tin vào trang Facebook thạc sĩ bác sĩ Phương Quý, và các bạn đừng quên tham gia vào nhóm chăm sóc sức khỏe cùng bác sĩ. Ở trong nhóm này, bên cạnh việc chia sẻ những kiến thức về da liễu, mình còn chia sẻ những kiến thức về bệnh học khác nữa. Vậy thì đối với bệnh viêm nang lông thì đây là một bệnh lý rất là phổ biến đối với người dân Việt Nam, và nó thường xuất hiện ở độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, và nó phổ biến đến độ là có khoảng từ 15 cho đến 20 người thì có một người sẽ bị bệnh viêm nang lông. Và cái bệnh này thì nó khá là mất thẩm mỹ và đôi khi gây cho chúng ta bị đau đớn nữa. Vậy thì trước khi đi vào phần điều trị viêm nang lông thì chúng ta cần phải xác định được là chúng ta có bị viêm nang lông hay không, hay là chúng ta đang nhầm lẫn với một bệnh khác, đó là dày sừng nang lông. Bởi vì hai bệnh này nó sẽ có tiên lượng khác nhau cũng như là hướng điều trị khác nhau. Đầu tiên là viêm nang lông thì đây là tình trạng mà cái cổ nang lông của chúng ta nó bị viêm nhiễm, thì nó sẽ thể hiện bằng hình ảnh những cái sẩn màu đỏ hoặc là những cái mụn nhọt màu trắng xung quanh cổ nang lông. Và bên trong những cái sẩn đó thì sẽ có một sợi lông nó mọc ra. Tình trạng này nó không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó có thể gây ngứa nè, gây đau, hoặc là nếu như bị nhiễm trùng nặng thì có thể gây rụng lông vĩnh viễn và gây sẹo. Viêm nang lông có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trong cơ thể, nhưng mà vị trí thường gặp nhất đó chính là vùng ngực nè, vùng lưng, vùng vai hay là vùng mông nè, những cái vùng mà chúng ta hay tì đè, những cái vùng mà hay bị tiết ra mồ hôi. Còn đối với dày sừng nang lông thì các bạn sẽ thấy rằng làn da chúng ta nổi lên những cái nốt sần màu da nè, màu đỏ hoặc là màu nâu. Và khi chúng ta sờ vào sẽ không có cảm giác đau mà cảm thấy nó rất là nhám, nó giống như là chúng ta bị nổi da gà lên vậy. Vậy thì vùng da thường gặp dày sừng nang lông đó là mặt ngoài cánh tay, cẳng chân, thậm chí là vùng đùi, vùng mông, và dày sừng nang lông có thể bị viêm và bội nhiễm để trở thành viêm nang lông. Sau khi các bạn đã xác định được làn da của mình bị viêm nang lông thì chúng ta đi qua phần điều trị nhé. Thì các bạn hãy tưởng tượng rằng làn da chúng ta có một thảm vi sinh vật sống ở trên đó. Thì để đơn giản hóa, bác sĩ Quý sẽ chia ra làm 4 loại. Loại thứ nhất đó chính là vi khuẩn, thứ hai vi nấm, thứ ba virus và thứ tư là ký sinh trùng. Thì bốn con này nó sẽ sống chung hòa thuận với nhau, cạnh tranh và cân bằng với nhau để cho làn da chúng ta không bị bệnh. Thì vì một lý do nào đó một con nó bị suy yếu đi hoặc là nó bị bùng phát mạnh lên thì nó sẽ khiến cho chúng ta bị viêm nang lông. Ví dụ như là khi các bạn điều trị mụn thì các bạn bôi thoa kháng sinh ngoài da thì chúng ta đã giết chết những con vi khuẩn, từ đó một trong ba con còn lại nó sẽ phát triển mạnh hơn. Ví dụ như là con vi nấm hoặc là con virus, hoặc là sau khi các bạn bị ốm nè, các bạn bị nhiễm herpes thì những con virus trong cơ thể chúng ta sẽ phát triển mạnh hơn, cũng gây nên tình trạng là viêm nang lông. Tương tự như vậy, nếu như các bạn sử dụng những loại xà phòng có tính tẩy rửa mạnh để tắm rửa hàng ngày thì những loại xà phòng đó có độ pH rất là kiềm, vì thế nó sẽ tiêu diệt hết những con vi khuẩn, dẫn đến là những con virus này hoặc là vi nấm nó sẽ bùng phát lên. Vì vậy các bạn thường thấy rằng là những bạn mà bị viêm nang lông do sử dụng xà phòng có tính kiềm, có tính tẩy rửa mạnh thì thông thường là các bạn bị viêm nang lông do vi nấm. Cũng có rất là nhiều trường hợp khi chúng ta cạo râu này hoặc là cạo lông không đúng cách cũng làm cho da chúng ta bị tổn thương, bị ma sát, và từ đó làm cho cái thảm hệ sinh vật chúng ta bị mất cân bằng và làm cho chúng ta bị viêm nang lông. Vậy thì để có thể điều trị viêm nang lông thì thứ nhất là chúng ta cần phải mặc những bộ đồ rộng rãi và thoáng mát. Nếu như các bạn mặc những bộ đồ mà bó sát và bí bách thì nó sẽ khiến cho mồ hôi nè, dầu nhờn của chúng ta không được thoát ra ngoài mà nó sẽ đọng lại ở bên trong lỗ chân lông, từ đó tạo môi trường thuận lợi để cho vi khuẩn hiếm khí hoạt động. Và đặc biệt là đối với những vùng da dễ bị viêm nang lông như là vùng mông thì chúng ta hãy lựa chọn những loại quần lót vừa vặn, không quá chật, thoáng khí, và chúng ta cần phải thay quần lót thường xuyên nhé. Điều thứ hai là các bạn cần phải tránh sử dụng xà phòng cục để tắm rửa cho toàn bộ cơ thể, bởi vì những loại xà phòng đó có tính tẩy rửa rất là mạnh, có độ pH rất là cao, có tính kiềm, và nó được sinh ra để rửa tay chứ không phải là để tắm. Việc sử dụng xà phòng cục để tắm sẽ khiến cho chúng ta tiêu diệt quá nhiều vi khuẩn, từ đó sẽ làm cho virus nè hoặc là vi nấm phát triển nhiều hơn. Vì thế chúng ta hãy thay thế bằng sử dụng những loại sữa tắm nè, hoặc là những loại lotion tắm cung cấp độ ẩm cho da và có độ pH là từ 5 cho đến 6 nhé. Điều số 3 là chúng ta cần phải hạn chế cạo râu và cạo lông. Còn nếu như các bạn vẫn muốn được cạo râu và cạo lông thì chúng ta cần phải cạo đúng cách. Đó là trước khi chúng ta cạo thì chúng ta cần phải rửa sạch da bằng sữa rửa mặt hoặc là sữa tắm có độ pH từ 5 cho đến 6, và chúng ta sẽ rửa lại sạch bằng nước ấm và chúng ta sẽ lau khô đi và cạo theo chiều lông mọc, chứ chúng ta không nên cạo theo ngược chiều lông các bạn nhé. Điều thứ tư là chúng ta cần phải tránh ngồi liên tục trong một thời gian dài, bởi vì khi chúng ta ngồi thì toàn bộ khối lượng của chúng ta sẽ đè lên vùng mông, đặc biệt là những bạn mà ngồi ghế da nè hoặc là ghế nỉ thì nó rất là hầm hơi và mồ hôi nó sẽ không được tiết ra ngoài.
ngoài mà nó sẽ đọng lại ở bên trong lỗ chân lông, gây nên cho chúng ta bị tình trạng là viêm nang lông ở vùng mông. Vì thế các bạn có thể cải thiện bằng cách là chúng ta hãy đi lại trong những giờ lẻ lao, hoặc là khi chúng ta ngồi từ 1 cho đến 45 phút thì chúng ta hãy đứng lên và nghỉ ngơi nhé. Còn đối với việc điều trị đặc hiệu thì sao? Thì thông thường viêm nang lông do con tụ cầu vàng gây nên, vì thế chúng ta sẽ dùng kháng sinh để tiêu diệt con tụ cầu vàng đó. Nếu như các bạn bị viêm nang lông ở một vùng da nào đó thì chúng ta sẽ dùng kháng sinh đường bôi ngoài da. Còn nếu như các bạn bị toàn thân thì có thể chúng ta sẽ phải sử dụng đến kháng sinh đường truyền. Khi các bạn sử dụng kháng sinh trong một thời gian đủ dài mà tình trạng da của bạn không cải thiện thì lúc này chúng ta sẽ cấy cái dịch ở trong nang lông của các bạn ra để kiếm ra nguyên nhân khác, có thể là do ký sinh trùng hoặc là do nấm, để chúng ta có thể sử dụng thuốc kháng nấm hoặc là sử dụng những biện pháp thích hợp hơn. Vậy là video đã kết thúc. Nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên cho bác sĩ Quý một like và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho bác sĩ Quý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.